thắng gặp rất nhiều sức ép, cộng cả trận thua trước Long An. Kéo phản đi, lấy bóng rất kỹ thuật Quang Hải, đường chuyền của Quang Hải, Văn Quyết dứt điểm, cơ vào, cơ hội đầu tiên của đội chủ nhà. Nhưng có vẻ như đội trưởng Văn Quyết đã ở vào tư thế việt vị. Chúng ta cùng xem lại tình huống lấy bóng của Kevin và đường chuyền của Quang Hải. Một đường chuyền bóng bá ngoài rất kỹ thuật và không có lỗi việt vị của Văn Quyết. Một pha bóng rất điều nghệ của Quang Hải, bóng rất vừa tầm và lăn ra trước mặt của Văn Quyết. Đáng tiếc là cú dứt điểm ở góc hẹp của Văn Quyết đã không thể đánh bại được Trần Đinh Minh Hoàng. Đánh đầu, cơ vào. Đó là pha đánh đầu của Rimario. Và người truyền không ai khác đó chính là Hanrio. Một miếng đánh quen thuộc. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Lần này Hanrio không thực hiện những pha ngoặt bóng và ngay lập tức tung ra một đường chuyền bằng chân phải. Cơ hội đầu tiên của đội khách và Rimario đã bỏ lỡ. Đứng trước bóng đang là Đinh Hoàng Mắc. Không có lỗi, cơ hội. Tiếng còi của trọng tài cất lên hơi muộn. Một pha cài người khôn ngoan của Lê Thanh Bình. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Trọng tài Nguyễn Viết Duẩn đã đưa ra quyết định hơi chậm một chút, chỉ trong top 6. Henrio, cơ hội, tỷ số là 1-0. Rất bất ngờ và cái chân trái của Henrio đã giúp cho Tomlin Bình Định mở tỷ số trong trận đấu ngày hôm nay. Bàn thắng thứ hai của cầu thủ người Brazil. Đây là niềm vui của các cổ động viên Tomlin Bình Định. Cầu thủ số 10 Henrico Aro da Silva. Một màn ra mắt cực kỳ khó khăn của huấn luyện viên Park Chung Kyon. Duy Mạnh đã không thể đè được Grimario. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Vui Hoàng Việt Anh tưởng chừng như đã phạm lỗi và Duy Mạnh phán đoán sai tình huống. Henrio không việt vị. Một pha dứt điểm bằng chân trái rất gọn gàng của cầu thủ mã số 10. 1-0 dành cho đội khách. Khó khăn càng thêm chồng chất với câu lạc bộ Hà Nội. Henrio từng thi đấu chỉ được một thành công và một thành tích rất tốt trong một quãng thời gian dài là điều không phải là dễ trong môi trường bóng đá Việt Nam. Đã có lỗi việt vị. Đã có lỗi việt vị của Ngân Văn Đại. Một quyết định chính xác của tổ trọng tài. Và dứt điểm rất tốt của Ngân Văn Đại. Rõ ràng Abu Kion đã băng lên rất kịp thời. Phút giữa hai hiệp. Ngân Văn Đại. Giovanni. Dứt điểm. Một pha dứt điểm cận chân và tiếng còi của trọng tài đã cất lên một quả phạt dành cho Hà Nội. Đó là Đặng Văn Trâm. Và đây là lần thứ hai Văn Trâm đánh chặn như thế này. Trước đó anh đã có một cú ra chân rất quyết liệt đối với Lê Tấn Tài và vừa rồi là tình huống phạm lỗi với Quang Hải. Đợt này. Tới 3 trận. Văn Quyết. Động tác giả rất hay của Văn Quyết nhưng không có lỗi. Trọng tài Nguyễn Viết Duẩn cho rằng không có lỗi của các hậu vệ bên phía Tomlin Bình Định. Chúng ta cùng xem lại tình huống mà Văn Quyết đã bị ngã ở sát cụm 16m50. Theo chúng tôi đã có tác động của Đinh Hoàng Mắc. Và đội chủ nhà Hà Nội xứng đáng hưởng quả đá phạt. Ngày hôm nay chúng ta không thấy Hồ Tấn Tài thường xuyên dâng cao. Rõ ràng huấn luyện viên Đức Thắng đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu ngày hôm nay. Cơ hội Quang Hải, hơi chậm Quang Hải, cơ vào. Hai pha dứt điểm liên tiếp của Quang Hải. Hà Nội vẫn chưa thể tìm được bàn san bằng tỷ số.
Đường chuyền cực kỳ kỹ thuật của Thành Lương, rất hiểu ý nhau. Và tung người dứt điểm của Quang Hải đã không thành công. Và người phá bóng trong tình huống vừa rồi lại là Hồ Tấn Tài. Pha bằng giả rất nhanh của thủ môn Trần Đinh Minh Hoàng. Phút thi đấu chính thức cuối cùng. Như vậy là Bruno Cunha chuẩn bị được tung vào sân. Có lẽ người rời sân sẽ là Gelvani. Không phải người rời sân, đó lại là đội trưởng Văn Quyết. Một sự thay đổi người cũng tương đối bất ngờ. Văn Quyết không giấu nổi sự thất vọng. Đội trưởng của Hà Nội đã phải rời sân. Chiếc băng đội trưởng sẽ được trao lại cho Thành Lương. Bình Định không phòng ngự triệt để và họ chơi lại là một tình huống vẩy má ngoài rất kỹ thuật của Quang Hải. Bruno Cunha dứt điểm, không phải, hết góc rồi. Thành Lương, chúng ta cùng xem lại đường chuyền bằng má ngoài cực kỳ kỹ thuật của Quang Hải. Đây không phải là lần đầu tiên Quang Hải tung ra những đường chuyền như thế này trong trận đấu ngày hôm nay. Rất nguy hiểm, bóng chạm tay của Trần Đinh Minh Hoàng. Không phải, như vậy là không có phạt góc dành cho Hà Nội. Bóng khẽ chạm vào xà ngang. Dứt điểm. Coi, rất đáng tiếc. Suýt chút nữa thì Hà Nội đã phải đón nhận bàn thua thứ hai. Đường chuyền tốt của Bùi Văn Hiếu dành cho Henrio. Đây là một tình huống mà số 10 bên phía đội khách dứt điểm không tốt. Bóng ăn nhiều vào phần gót. Và sau đó là tình huống dứt điểm đi vào xà ngang của Xuân Nam. Các cầu thủ Nam Mỹ khi hưng phấn sẽ thường xuyên có những pha biểu diễn kỹ thuật như vậy. Quang Hải, Quang Hải hơi mạnh, Bruno. Cơ hội đầu tiên dành cho tiền đạo màu số 37. Bruno bật nhảy và đã hết đà. Bởi vậy mà tình huống đánh đầu của cầu thủ này không có gì khó khăn với thủ thành Trần Đinh Minh Hoàng. Thành Lương đánh đầu, không vào. Đó là pha dứt điểm chân phải của Bruno. Quá đáng tiếc. Sau khi vào sân thì tình huống này của Bruno mới là tình huống đáng chú ý thứ hai của tiền đạo màu số 37. Một pha ép lòng không chính xác của tiền đạo màu số 37. Không thể đánh bại Trần Đinh Minh Hoàng với một pha bóng nhẹ như thế này. Những giây cuối cùng của trận đấu này, Tuấn Trường cũng đã lên tham gia tấn công. Đánh đầu, cơ vào. Đó là dấu chấm hết của Hà Nội. Và lúc này trọng tài Nguyễn Viết Duẩn đã nổi tiếng còi kết thúc 90 phút thi đấu trên sân hàng đấy.